Liên quan đến nghị quyết 68 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu chậm nhất là 7 đến 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, các cơ quan địa phương liên quan phải chi trả tiền hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong đó, về các chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, thì chủ sử dụng lao động không phải đóng một đồng nào, mức đóng 0%. Bảo hiểm xã hội cho người lao động trong 12 tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 về tạm dừng đóng quỹ hưu trí tự túc. Nếu doanh nghiệp bị ảnh hưởng COVID-19 dẫn đến phải giảm 15% lao động, thì doanh nghiệp được dừng đóng vào quỹ hưu trí tự túc trong vòng 6 tháng tính từ khi doanh nghiệp có văn bản hồ sơ đề nghị.